Chào mừng các em đã đến với Tiết học lịch sử 6 trên trang web olm.vn Hôm nay các em cảm thấy thế nào? Cô hy vọng rằng chúng mình luôn vui vẻ và thoải mái trong những Tiết học lịch sử. Đã bao giờ em thử đặt tên cho một đồ vật, con vật nào đó chưa? Có thể là một chú gấu bông, một chú chó hay một chú mèo chẳng hạn. Vậy bây giờ chúng mình hãy cùng nhau suy nghĩ và đặt tên cho những hình ảnh dưới đây nhé. Như vậy từ gợi ý của cô, các bạn đã chọn được tên cho những bức tranh này rồi đấy. Các em thấy không, chúng mình có thể đặt tên dựa vào nội dung hoặc là đặc điểm nổi bật của sự vật. Như hình ảnh số 1 này đang tái hiện lại những người nông dân đang gặt lúa đúng không nào? Vậy chúng ta có thể đặt tên là mùa màng bội thu. Còn trung tâm của hình ảnh thứ hai là chiếc thuyền trên biển. Vì vậy các em có thể gọi với cái tên là chiếc thuyền ra khơi. Hình ảnh số 1 gắn với hoạt động kinh tế nào các em nhỉ? Đúng rồi các em ạ, đó là nền nông nghiệp trồng lúa. Đây là hoạt động kinh tế chủ yếu của các quốc gia của Đại phương Đông chúng ta đã từng tìm hiểu là Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ và Trung Quốc. Thế còn hình thứ hai, đây có thể là hoạt động đánh bắt cá, thủy hải sản hoặc là buôn bán trên biển, hoạt động kinh tế chủ yếu của các quốc gia của Đại phương Tây. Vậy đó là những quốc gia nào và tại sao ở đó lại phát triển nền kinh tế buôn bán trên biển? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay, bài 9, Hy Lạp và La Mã cổ đại. Trong bài học này, cô hy vọng các em sẽ giới thiệu và nhận xét được tác động của điều kiện tự nhiên đối với sự hình thành và phát triển của nền văn minh Hy Lạp và La Mã. Tiếp theo đó, các em sẽ trình bày được tổ chức nhà nước thành bang ở Hy Lạp và nhà nước đế chế ở quốc gia La Mã. Cuối cùng, chúng mình sẽ nêu được một số thành tựu văn hóa tiêu biểu của hai quốc gia này. Mở đầu bài học, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về điều kiện tự nhiên của các quốc gia cổ đại Hy Lạp và La Mã. Giờ thì chúng mình hãy cùng nhau quan sát lược đồ của Hy Lạp cổ đại nào. Các em biết không, so với lãnh thổ của Hy Lạp ngày nay thì diện tích lãnh thổ của quốc gia này thời cổ đại rộng lớn hơn rất nhiều. Nó bao gồm miền lục địa Hy Lạp, miền đất ven bờ Tiểu Á và cả những đảo thuộc biển Ege nữa. Quan sát lược đồ các em hãy cho cô biết địa hình chủ yếu của quốc gia này là gì? Kem trả lời đúng rồi đấy. Địa hình chủ yếu của Hy Lạp là đồi núi. Với địa hình này, kèm theo khí hậu khô nóng ở Địa Trung Hải thì nơi đây không phù hợp để trồng các cây lương thực như lúa mì hay lúa gạo. Nhưng ngược lại, ở đây lại rất thích hợp với việc trồng nho và ô liu đấy. Đến đây một câu hỏi lại được đặt ra là người Hy Lạp họ sẽ ăn gì? Câu trả lời là người Hy Lạp thường xuyên phải nhập lúa mì, lúa gạo của Ai Cập và các quốc gia ở vùng Tây Á so với các quốc gia cổ đại chúng ta được tìm hiểu thì hy lạp cũng có vị trí địa lý rất khác biệt các em ạ nơi đây nằm trong khu vực địa trung hải tiếp giáp với các biển lớn có nhiều đảo thuộc biển eze và lại có nhiều vịnh hải cảng tự nhiên nằm ở bờ đông điều đó thì lại rất thuận lợi cho việc đi lại của tàu thuyền đó là những điều kiện tự nhiên của đất nước hy lạp cổ đại tiếp theo các em hãy cùng nhau quan sát lực đồ của la mã cổ đại các em ạ nền văn minh la mã được khởi sinh ở italia phía bắc nơi đây có các dãy núi tạo thành đường biên giới tự nhiên giữa Italia và châu Âu ba phía còn lại đông tây nam đều có biển bao bọc và ở đây rất phát triển hoạt động buôn bán trên biển không chỉ dừng lại ở đó các em ạ bán đảo Italia còn có nhiều đồng bằng màu mỡ ở miền nam thì có những đồng cỏ rộng lớn tất cả đều thuận tiện cho việc phát triển của nghề nông và chăn nuôi gia súc nơi đây còn rất thuận lợi cho việc phát triển của nghề luyện kim bởi lòng đất có chứa nhiều khoáng sản qua đây các em có thể chỉ ra điểm giống và khác nhau về điều kiện tự nhiên của hy lạp và la mã cổ đại không các em rất thông minh đấy như vậy chúng mình thấy rằng cả hai quốc gia cổ đại này đều được biển bao bọc vị trí địa lý đó rất thuận lợi cho việc phát triển những hoạt động buôn bán trên biển tuy nhiên khác với hy lạp cổ đại La Mã cổ đại có điều kiện để phát triển nền kinh tế nông nghiệp và chăn nuôi, bởi ở đây có những đồng bằng màu mỡ và những đồng cỏ rộng lớn. Vậy thì ngoài những tác động tới kinh tế, liệu điều kiện tự nhiên có tác động tới chính trị và thể chế nhà nước của các quốc gia cổ đại này hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang nội dung tiếp theo, tổ chức nhà nước thành bang. Để tìm hiểu nội dung này, cô và các em chúng ta sẽ cùng nhau đọc đoạn tư liệu dưới đây, sau đó thực hiện nhiệm vụ. Đầu tiên, cô và các em sẽ cùng nhau đọc nhé tiếng hy lạp thành bang polis có nghĩa là thành phố cho nên hạt nhân cơ bản của mỗi quốc gia thành bang là một thành thị với tư cách vừa là trung tâm chính trị vừa là trung tâm kinh tế công thương nghiệp có thể kết hợp và mở rộng với các vùng lân cận mặc dù nhỏ hẹp về diện tích dân cư chưa đông nhưng mỗi thành bang đều có những đặc trưng của một nhà nước hoàn chỉnh mặc dù đều là nền chuyên chính của giai cấp quý tộc chủ nô nhưng thiết chế chính trị, tổ chức nhà nước ở mỗi thành bang cũng không nhất loạt như nhau, thậm chí trái ngược nhau. Trong lịch sử Hy Lạp, các quốc gia thành bang đều xuất hiện sớm hoặc muộn trong thời gian từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 6 trước công nguyên. Điển hình nhất cho các quốc gia ở thành thị ở Hy Lạp là Spark và Athens. Giờ thì các em hãy cùng nhau thực hiện nhiệm vụ nào. Các em trả lời đúng chứ? Như vậy đầu tiên chúng ta cần phải hiểu được nhà nước thành bang là gì? Đó là hệ thống chính trị bao gồm một thành phố độc lập. Thành phố này có chủ quyền và đóng vai trò trung tâm trong đời sống chính trị, kinh tế và văn hóa của nhà nước. Hình ảnh các em đang quan sát được ở đây chính là một thành thị trong những nhà nước thành bang ở Hy Lạp thời cổ đại. Trong đó có phố xá, có lâu đài, đền thờ, sân vận động, nhà hát và quan trọng hơn cả là ở đây có bến cảng các nhà nước thành bang này mặc dù lãnh thổ thì chưa rộng dân cư cũng chưa đông nhưng mỗi thành bang đều có những đặc trưng riêng của một nhà nước hoàn chỉnh đó là sẽ có đường biên giới có chính quyền quân đội luật pháp hệ thống kinh tế đo lường và tiền tệ rồi có cả những thần hộ mệnh riêng ngoài ra tất cả những nhà nước ở đây đều là nền chuyên chính của giai cấp quý tộc chủ nô tức là trong xã hội sẽ có hai giai cấp chính là chủ nô và nô lệ kem ạ về thời gian ra đời thì các quốc gia thành bang ở Hy Lạp xuất hiện từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 6 trước công nguyên với hai nhà nước điển hình là Spark và Athens. Trong đó Athens là điển hình cho nền dân chủ chủ nô ở Hy Lạp cổ đại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một chút nhé. Nền dân chủ của quốc gia này được thể hiện bằng cách những người dân sẽ được đi bỏ phiếu bằng vỏ sò các em ạ. Vậy thì có phải ai cũng được đi bỏ phiếu không? Câu trả lời là không các em ạ, chỉ có những công dân nam tự do từ 18 tuổi trở lên mới được đi bỏ phiếu. Bây giờ chúng mình hãy cùng nhau thử tài tính toán một chút nhé. Kết quả của chúng mình ra đúng chứ? Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại câu hỏi là liệu điều kiện tự nhiên có tác động tới chính trị và thể chế nhà nước của các quốc gia cổ đại hay không? Và cụ thể ở đây là Hy Lạp. Các em nghĩ thế nào về câu hỏi này? Sự chia cắt về địa hình chính là một trong những nguyên nhân xuất hiện các quốc gia thành bang ở Hy Lạp đây các em ạ. Ở đây không có những đồng bằng rộng lớn và cư dân thì lại hoạt động chủ yếu bởi nền kinh tế công thương nghiệp và mậu dịch hàng hải. Chính vì thế mà nhu cầu thống nhất quốc gia ở Hy Lạp cũng không cao. Và chính điều đó đã tạo nên những nét riêng biệt của quốc gia này. Đến đây thì cô phải nói lời chào tạm biệt tới các em rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu bài học này trong tiết học ngày hôm sau.